Xin chào tất cả những Pioneer, thành là tiếp tục giới thiệu mọi người một video mới về B-Network rất là tuyệt vời đến từ Bitogo. Thì cách đây 17 giờ thì Bitogo có một bài viết trên fanpage của họ. Bài viết này cũng rất là ý nghĩa về B-Network. Chúng ta cùng nhau nói về bài viết này. Khi bước sang tháng 9, chúng ta đang tiến gần hơn đến một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong B-Network. Ramex Alpha Mainnet với mục tiêu của Bitcoin là cuối năm 2024. Sự phấn khích đang dâng cao trong cộng đồng B-Network. Việc Ramex Alpha Mainnet sẽ mang lại tính thanh khoản cho các đồng B, cho phép chúng hoạt động giống như bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào khác. Sự phát triển thú vị này không chỉ mang đến tin tuyệt vời cho những người tiên phong, mà còn tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực khách sạn, để áp dụng thanh toán kỹ thuật số. Theo bài viết của Bitogo, một nhà mục đích là lan tỏa Bi đến những người làm trong lĩnh vực khách sạn và mong muốn họ sử dụng đồng Bi để họ nâng tầm, nâng cái giá trị của khách sạn của họ trong các dịch vụ du lịch bằng cách là áp dụng các tour du lịch, nhà nghỉ ở khách sạn của họ với việc trao đổi bằng thông qua đồng Bi. Bạn có phải là chủ khách sạn đang muốn phát triển doanh nghiệp của mình không? Nếu bạn đang tìm cách thu hút thêm khách hàng, tăng lượt đặt phòng và khai thác các thị trường mới, Bitogo Driver là nền tảng lý tưởng để giới thiệu các dịch vụ khách sạn của bạn và kết nối với cộng đồng du khách háo hức trên toàn cầu. Đó là nói về Bitogo của họ. Bitogo là nó là một cái dịch vụ du lịch mà chúng ta có thể đưa quảng cáo trên cái trang web Bitogo, và quảng cáo này nói về là việc trao đổi. Ví dụ một ngày đêm ngủ ở khách sạn với giá bao nhiêu Bi đó, trao đổi thông qua Bi. Thì Bitogo là một cái cầu nối để giúp lan tỏa Bi đến các dịch vụ du lịch, nhà nghỉ, nghỉ dưỡng, khách sạn. Bitogo Driver đang chuyển đổi ngành khách sạn bằng cách cung cấp một nền tảng năng động liên kết trực tiếp khách sạn của bạn với đối tượng khách du lịch trên toàn thế giới. Sau đây là cách Bitogo Driver có thể giúp khai thác hết tiềm năng của khách sạn bạn. Thứ nhất là tiếp cận hơn 60 triệu người tiên phong. Bitogo Driver kết nối khách sạn của bạn với mạng lưới hơn 60 triệu người tiên phong đang tích cực tìm kiếm những trải nghiệm du lịch độc đáo. Cho dù bạn quản lý một khách sạn boy tham, hay là một khu nghỉ dưỡng sang trọng, hay là một nhà nghỉ ấm cúng, Bitogo Driver đảm bảo rằng danh sách của bạn sẽ tiếp tục tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng, đa dạng và háo hức, không phá những gì bạn cung cấp. 60 triệu người, đây là những người tiên phong đào Bi đó. Tức là khi chúng ta đưa quảng cáo lên Bitogo thì nó sẽ tiếp cận với 60 triệu người, là một con số rất là khủng khiếp. Điều đó giúp cho cái khách sạn của bạn được biết đến trên toàn thế giới. Đón nhận tương lai của thanh toán kỹ thuật số với Bi. Khi thế giới ngày còn chỉ sau giao dịch kỹ thuật số, việc cung cấp có cái tùy chọn thanh toán linh hoạt và hiện đại là điều cần thiết để mở rộng cơ sở pháp khách hàng của bạn. Bitogo Driver cho phép bạn chấp nhận Bi, một loại tiền kỹ thuật số tiên tiến giúp đơn giản hóa có các giao dịch cho khách hàng quốc tế bằng cách loại bỏ những thách thức của việc đổi tiền. Bằng cách chấp nhận Bi, khách sạn của bạn có thể thu hút những khách du khách ôm hiểu công nghệ, những người thích giao dịch kỹ thuật số liền mạch không gặp rắc rối, xây dựng lòng tin với một nền tảng đáng tin cậy. Trong ngành khách sạn cạnh tranh, lòng tin là chìa khóa. Bitogo Driver được hỗ trợ bởi nhóm cốt lõi Bi và được thích hợp vào hệ sinh thái mạng Bi, mang đến một lớp uy tín bổ sung cho khách sạn của bạn. Khi khách hàng tiềm năng nhìn thấy khách sạn của bạn được niêm yết trên Bitogo Driver, họ sẽ biết rằng họ đang đặt phòng trên một nền tảng đáng tin cậy và đáng tin cậy. Điều này làm tăng sự tự tin và khả năng đặt phòng trực tiếp với bạn. Tiếp theo là quản lý danh sách khách sạn của bạn một cách dễ dàng. Nền tảng trực quan của Bitogo Driver giúp bạn dễ dàng niêm yết phòng, quản lý đặt phòng và giao tiếp với khách. Có công cụ thân thiện với người dùng của chúng tôi được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động, cho phép tập trung vào những gì quan trọng, cung cấp dịch vụ đặc biệt và tạo ra trải nghiệm đón nhớ cho khách của bạn. Với sự tích hợp liền mạch và hỗ trợ liên tục từ nhóm của chúng tôi, việc quản lý doanh nghiệp khách sạn của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tiếp cận với đối tượng toàn cầu đang tìm kiếm trải nghiệm đích thực du khách
Ngày nay không chỉ tìm kiếm một nơi để cư trú, họ đang tìm kiếm những trải nghiệm đích thực đắm chìm. Bitugo Travel kết nối bạn với đối tượng khách hàng du lịch toàn cầu háo hức khám phá những nền văn hóa, điểm đến mới và nét quyến rũ độc đáo của khách sạn của bạn. Bằng cách niêm yết tài sản của bạn trên Bitugo Travel, bạn sẽ tăng khả năng hiển thị của mình đối với những du khách sành sỏi, những người đánh giá cao những trải nghiệm đặc biệt mà khách sạn của bạn cung cấp. Tối đa hóa tiềm năng của khách sạn của bạn với Bitugo Travel. Niêm yết khách sạn của bạn trên Bitugo Travel không chỉ thêm một kênh đặt phòng khác mà còn là một động thái chiến lược để tăng khả năng hiển thị của khách sạn. Áp dụng các giải pháp nhanh chóng, sáng tạo và kết nối với cộng đồng du khách toàn cầu đáng tin cậy. Cơ hội tăng trưởng là rất lớn và những lợi thế thì rất là rõ ràng. Hãy thực hiện bước tiếp theo để phát triển doanh nghiệp của khách sạn của bạn. Truy cập website thebitugo.com để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tham gia Bitugo Travel và giới thiệu khách sạn của mình đối với lượng khán giả toàn cầu. Chúng tôi rất vui được giúp bạn nâng tầm doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Bằng cách hợp tác với Bitugo Travel, chủ khách sạn có thể dễ dàng khai thác mạng lưới toàn cầu đang phát triển và đi trước với xu hướng của ngành bằng cách áp dụng tiền kỹ thuật số. Thì chúng ta xem cái trang web này. Trang web của Bitugo. Thì trang web này nó có cái dòng đầu tiên đó là Buy with Bee. Thanh toán bằng Bee. Thì ở phần Bitugo Travel chúng ta sẽ thấy một cái điều rất là tuyệt vời đến từ một du lịch Việt Nam. Chúng ta khám phá một cái tour du lịch ở cầu Hoa. Chỉ có $1 thôi mọi người, rất là tuyệt vời, $1 mà trong 2 giờ đồng hồ chúng ta chỉ mất $1, 2 giờ nè, dòng cho 4 người mất $1 thôi. Và đây là một cái quảng cáo mà được du khách ưu tiên, rất là tuyệt vời, với điểm đánh giá là hai đánh giá đều là xuất sắc ấy. Đây là một cái địa điểm du lịch khám phá đầm cầu Hoa, cách thành phố Huế 37 km, 166 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Đây là một cái thông tin quảng cáo rất là tuyệt vời mà chúng ta thấy được đây này. Bitugo nó sẽ liên kết khách sạn này với tất cả những pioneer trên toàn thế giới. Và khi chúng ta đã du lịch khám phá thì chúng ta sẽ có đánh cá này, một chai nước này, ván chèo đứng này, câu cá này, hướng dẫn viên du lịch địa phương check in để chúng ta có thể chụp ảnh rất những cảnh rất là đẹp từ cái đầm cầu Hoa này. Check in ở ngư hòn Đá Bọt, kiểm tra cây dương cô đơn, kiểm tra cây dương cô đơn. Như vậy chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với cái đầm cầu Hoa tuyệt vời này. Như vậy Bitugo đã có một bài viết rất là tuyệt vời về cái Bitugo Travel và cũng như giới thiệu tiềm năng của bên Hàn Quốc đến cả thế giới thông qua một cái trang web tuyệt vời. Và họ muốn kết nối tất cả khách sạn có cái tour du lịch với đồng bên Hàn Quốc. Đây là một trong những hệ sinh thái mình thấy rất là tuyệt vời. Và tương lai khi BMNet mở thì tất nhiên Bitugo sẽ là một trong những dịch vụ làm ăn này làm ra rất nhiều. Và họ đã giúp kết nối chúng ta đến gần nhau hơn, kết nối bên Hàn Quốc đến cả thế giới. Một lần nữa rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, ngày 12 tháng 9 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống. Bye.